Cục Quản lý giá Bộ Tài chính cho biết giá cả thị trường Tết tại các địa phương trong những ngày trước, trong Tết có tăng giảm đan xen nhưng không xảy ra tình trạng thiếu hàng, sốt giá. Thị trường cơ bản bình ổn nằm trong kiểm soát, nhất là trong bối cảnh người dân có xu hướng giảm tiêu dùng trong năm nay. Thời điểm trước Tết, giá các hàng hóa thiết yếu cơ bản tăng theo quy luật do nhu cầu mua sắm cao nhưng mức tăng không nhiều. Trong các ngày đầu năm, hoạt động mua sắm dần trở lại bình thường vào các ngày mùng 3, mùng 4 khi hầu hết các hệ thống siêu thị trở lại hoạt động bình thường. Tại Bình Dương, tiểu thương tại các chợ đã bắt đầu bán hàng trở lại. Sức mua tập trung chủ yếu là rau, củ, quả, thực phẩm tươi sống. Tại các chợ đầu mối, các giá mặt hàng thiết yếu như lương thực, thực phẩm bắt đầu giảm giá theo cục quản lý giá bộ tài chính nguồn cung các mặt hàng tiêu dùng lương thực thực phẩm trong nước vẫn dồi dào đáp ứng được nhu cầu của người dân nên giá cả không có nhiều biến động